Yvonne. I take one from Mama Oha. You don't take my own. Who dare you give him now? You say you, nobody you care why keep from her own. She don't like him. I like own. My own. You taking your own, take my own. I take Mama. Oh, my hand no days. I take Mama own. My hand no days. Mama own fine, fine, eh? Yeah, yeah, you call my question, girl. Who dare you give him? I take one. Full car see Mama own. You go take off. Oh, my hand no day. Ông cạp sáng nay ông trồng chuối, trồng cho giáp cái miếng đất này. It look up all this year. I don't need no way fit for now. Now run out wagali no. Kabi kwede. I for change again and on solo. Una tiro fertilizer. Mana unu na eke fertilizer denno nke elugo ku iti no nke elugo iti ya fertilizer oh imana ya ka ru juma anya mma o me kata unu e masu akpo ebe eh no ye li kata asima go nwa go ba rozo you no put cassava here no na yam no li yam only yam cassava na. Our fans say plant one, don't plant too much. So we just test if it doesn't go well. We fear that if we plant too much, then they will put everything once. If like that, they will fight in to get the food and then will be small. So our fans say put one so that it could be. Mama, see that planting though? And that planting never matter. Hey. Amen. Amen. We got for Auntie Grace one yesterday. I hear that Auntie Grace rush come carry him own. We got me too. I say, ha, I want come carry Oka own. Okay. Before Jen to carry and give somebody, tell me another one will enter. I think the thing don't finish. I be after that, Oga. He finish. I know. Uncle Kawa. Uka on day. Uka on we keep. I won't carry Oka on. If you see remain another one day. No, remain two, but we keep for Andy. Who? One man, very big man. He helped us before. When the time he had problem with the gun. So we want to give him as thank you. You know? That time we want to give him Yvonne. Because that time we no give him anything. We won't give him wife. In wife. I'll go and see first. I'll see all of them. Hồi mấy năm trước thì cái tai nạn xe của ông cạp đó là lính quýnh rồi lạc mất hết trơn giấy tờ, trong đó có cái giấy chứng nhận cái hàng nóng của ổng nữa. Thành ra là nhờ một cái bác gọi là em trai của thống đốc giúp cho nhà nhiễm làm lại một số giấy tờ và thủ tục này kia. Lúc đó mình cũng đang lính quýnh mà ổng thì ổng giàu quá, mình không có cái gì để mình tặng ổng cho nó xứng đáng hết. Thì rất là may là hôm nay là có tóc giả rất là nhiều, thì nhiễm lựa hai bộ để cho con gái với cho vợ của bác ấy. Còn riêng phần ổng là có nhờ Chí Nhung mua kem cạo râu gửi qua. Ở bên này không có kem cạo râu chất lượng, nhiễm tới nhà ổng thấy ổng cạo bằng cái cục xà bông không à. Thành ra là mình nghĩ là những cái thứ này là nó quý hơn tiền. Cái này gọi là có tiền mà mua không được. Chứ mà tiền thì đối với mấy ông đó thì không có ý nghĩa gì cả. Nhà mình ai mà có ăn ổi Việt Nam mà có giống tốt được phơi cái hộp gửi qua nhiễm trồng nó cũng lên nha. Tại vì bên này người ta cái ổi này là nhiễm trồng bằng hộp không á. Bữa nay chị Ba qua để mời đám cưới con gái của anh Ba, cái bé nhỏ xíu mà hôm bữa mình gửi ở nhà của ông vua đó. Nhà mình mới có 16 tuổi mấy, chưa được 16 tuổi hay sao á. Bây giờ ưng cái thằng mà hôm bữa lát gạch ở nhà bếp của nhà nhiếm đó. Đó, giờ hai đứa nó giờ kết nhau hình như là có bầu rồi, thành ra là phải cưới. Thì mẹ chồng qua báo tin cho ông cạp. Bởi vậy bên này cái vụ mà lấy chồng sớm á rất là nhiều luôn. Đừng có nói là nhà không có điều kiện. Bé đó là nhà có điều kiện, chị Ba lo từ A tới Z. Anh Ba cũng có để lại tài sản rồi gửi ở nhà ông vua ở cũng sung sướng, vậy mà không chịu tự nhiên giờ đi lấy chồng vậy đó. Mấy cái anh đóng gạch
This one is for your farm? Ừ, inside farm. Ok. Cái này ông đem đất này, đất mùn, ông đem vô để trồng phụ, để phụ vô mấy cái gốc bắp của nhím. Nó có trái rồi, có hột rồi thì mình thêm đất cho nó bằng. Yeah. Ông hái cho nhím trổi chua. Đây cái phần này là ông bắt đầu ông sẽ trồng chuối dọc xuống dưới luôn. And you plant banana near full this land, you mean two side, ba? This side already full. I'm only planting cocoyama under the plant. Giờ mẹ đang hái rau thơm. Đây là cái loại rau thơm ở bên này người ta gọi là sen leaf, mà hôm bữa chị Hoàng Hiền gửi giống ở Việt Nam qua thì nó lại có luôn. Thành ra là nhím gieo khắp nơi, giờ nó lên ngột luôn. Mẹ chồng hái đem về ăn, tại vì ở ngoài chợ bây giờ cái gì cũng mắc. Rau thơm mà một nắm như mẹ nắm tay vậy thôi là tính ra tiền Việt chắc khoảng 10.000 luôn á. Thành ra là mẹ tranh thủ mẹ hái đi về mẹ phơi khô mẹ ăn dần. Nhà nhím ăn hết nổi rồi, lớp trong nhà, lớp ngoài giường. Ok, you right. À, mẹ hái rau thơm về để phơi khô. Phơi khô để nấu này kia. Cái này Táo Cạp ổng trồng chuối. Mẹ thì suối ổng trồng mì. Mẹ nói là mì cần thiết hơn chuối, nhưng mà chuối thì mình bán hoài hoài, còn mì mình thu hoạch một lần trong tiếp. Young Mr. and Mrs. You people are rich. Giờ ông Cạp ông hái mấy cái rau thơm cho mẹ. Mẹ chồng nhím khoái làm này. In the early morning. Mẹ bắt chào. In the early morning or when near night, đem sắt cô mau nhiều nhiều. Remove it one by one. That is how our people use for. For farm. Mẹ chồng nói cái này có thể bắt từng con. Ông cậu ông nói là cả ngàn cây rồi bắt chừng nào. Gì ba sợ. Ông cứ cha làm dựng. Gì ba sợ. Xa bù xa. Dạo này nó vui lắm, nó hạnh phúc lắm, không có còn bị cha nó cấm cản nữa. Nó lại nó mừng cha nó kìa, thiếu điều. Đó, mừng cha nó dữ lắm. Cái gì vậy? Thôi được rồi, ý xuất. Xin mà mua cái này lòng, xin mà mua đây. Xin mà mua cái này lòng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ý xuất cái nào trời ơi. See, that's why he happy too much. Cái này hôm bữa ông Cạp ông sợ là để bên chỗ mẹ chồng rồi lẫn lộn người này ra vô này kia, thành ra là ông mang về. Ông mang về để dành chị ba qua, chị ba lấy, tại vì chị ba đi thành phố đó, đi thành phố chị Năm, chỗ chị Năm buôn bán rồi này kia, thì chị ba sẽ đem lên cho Uka, nó đang ở Lagos. Cái màu này hợp với Uka. mẹ đang buồn, chị ba lấy tóc của mẹ. Chị ba lấy tóc của mẹ. Remove the cover. Remove it. The net. That's one fit my mole now. Giờ chị ba chiếm cái mái tóc của mẹ. Cái mái tóc dài hôm bữa. Vậy đó, cho xong rồi người buồn, bởi vậy cái tính mẹ. Mamu hợp, Mamu fit the black hô luôn. Mamu, ủi tóc này nó cũng mềm nè. Em lại em khoái tóc kiểu mà có cái mái tóc mái, nhìn rất là tự nhiên.
Có cái mái tóc mái nhìn rất tự nhiên. Not black stockings. Okay, not stockings. Rồi xong. Maybe cặp, ai cặp ăn. No, cặp on. This one very deep. Somebody know how to talk it to where go boots. Đâu giới chị Hoa Hồng vậy? Thôi, có giới gì mà có lý không? Hồi ơi, nghĩ thì sao? Dẫn tôi đi ngoài rừng nào là gai mắc cỡ tùm lum. Hờ, giới này là đeo nó không bị đen chân luôn nè. Em mê lắm nha. Chân em giờ nó đen thì lùi. Cái này là... Cái tóc này của chị Hoa Hồng rất là màu đen luôn, ba hai hai màu. Tóc này của chị Hoa Hồng hai màu. This one fit Uka very well. This one is Uka Ono. Miss Zero send for Uka. Uka is one of them. Miss Zero send for Uka. This one is Uka Ono. I even know Uka size. Cái kẹp ở phía sau này nè, ông Cạp ông nói là phải có một cái mái tóc đen nữa để mà kẹp vô nhím, nó không phải người ta chải lên hết, người ta vuốt keo. Ta vuốt keo ta chải lên xong ta cài vô. Ơi, có sao sao ơi. Trời ơi, đẹp đẹp. Này đẹp trong Cạp nè. And giving actually spec. This one, if Mamu see somebody pen, Mamu can give the person to, you know. Thuốc nhất của chị Hương hôm qua ổng uống thử coi có tác dụng như thế nào. Là ổng nói là cực kỳ tốt, thành ra là ổng chia cho mẹ chồng. Mẹ mẹ, it's not well. Này là thuốc của chị Hương nè, bữa nhím mở thùng hàng mà nhím lộn, nhím nhớ là chị Thanh. Có một chị là chị Lê Thanh cũng có gửi thuốc cho nhím là đợt đầu. Mà nhím quên, nhím lộn vô đợt này. Chưa đề cập quét rồi sao? How are you? Gì vậy? My friend. Okay. My friend is dressed me up, man. Okay. This shirt is Missy Rose. I remember. I love this shirt very well. Fit these trousers, this the neck as well. I love this shirt very well. Be unique. You need this one. That is new. Hơi nhiễm. Chào cả nhà. Bây giờ quay lại với một người đồng nghiệp của nhiễm. Thì nhiễm có mang giải của chị Minh cho chị ấy, tại vì cái chị này vô. My wife's not promising material. Give her now all the baby for her. Make a material, all but from that one. So she can always tell her in front of her. Thank you. You will show the sample you sabi where you hang outside. Thank you. So that people will see your sample. Okay. Then will come. Okay. Uh-huh. Okay. No problem. Now we meet Tyler now. Thank you. Cái chị này là học mai chỗ cô giáo mà chưa có học nhiều nhưng mà ham mở tiệm rồi cái tiệm nhỏ xíu không có mẫu mã gì hết thì nhím cho đồ. Nhím cho đồ để chị mai làm mẫu máng lên. Cái này mà có cái con người mẫu mà canh đứng đó là hộp ha. Từ nhà nhím có mấy con ở trên shop không xài. Bye bye, you just finish. If I see you do well, I will come again. Don't do that, I will do well. Okay, we do it for her. That's a very big return. Let me buy or buy them home. Now 9 already and she never said maybe by 4 she has to eat now. She never clean the food. Mama Figure, how are you? Bây giờ 6 giờ chiều mà Mama Figure bán chưa hết bánh đậu thì giờ quyết định là my good evening.
mày chẳng hòa bà yes ma tại vì cái mấy đứa phía sau nhà nhím là nó đi bán bánh đậu những ngày thường á, thường là nó sẽ đi bán bánh đậu phụ hoặc là nó đi bán mẹ nó đi bán ở củ mì thì nó sẽ đi theo, nó xách xô thịt da bò người ta sốt ớt á, cho nên là nó không có nhà đầy đủ, mình cho đứa này đứa kia không cho thì kỳ không được, mà để bánh đậu để nguội nó không ngon. Thành ra là ông cạp với quyết định là ngày chủ nhật ngày thứ hai là mình phát bánh đậu cho hai cho mấy đứa sau đó, còn những ngày khác mình không có phát. Rồi bây giờ cái nhóm bảo vệ của ông cạp đang làm cái sân đá banh mà chắc là chưa ăn gì từ trưa giờ, thành ra là nhím kêu ông cạp là hốt. And you buy nhiều nhiều for this? Yes. Only for you, man. Only for. Yeah. Okay. Giờ 6 giờ sắp mưa rồi, thành ra nhím kêu ông là hốt hết ổ của bả luôn cho bả về mà còn có 4 cục thôi. Ôi trời ơi, trời ơi, sao mình đi dưới cái quán cờ, sao mình đi có cái bóp mới nữa cờ, tí ghê không? Yes, ma. Ok, nó want to, ba. Ok, ma nè. Ma gửi đi, ma. 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 Ma Not be now. We will come. We will come. Maybe next to next year. The new command. I will remember for him. And Makaki mama. Yes, Makaki mama. He said need fertilizer. Echi ga mutu na nke nna ya ozu mo na gawo eh aman na o ba na egbu kwa m ka ga ya sikwa na mi na na shop wa yi na mi ya adam biz o kwa nne nne ya map ta nwule echi eh after go dem map ta dis week Okay, this side we know put manure in time. Now he don't. Did not put manure at all. No manure. But now manure. But it's doing well. Now see the corn is very big. But now you can still put manure. No need. To support the thing the corn go bow. No, there is already bow. See, very big already. Very very big. Here did not eat manure even one. Yeah, cái miếng bên này là lu su quá thành ra là nhà nhím. Ví dụ mà dao phát dao thì nhà nhím không có bỏ phân kịp thời. Thì nhưng nó cũng cao, nó cũng bự nè. Trời ơi, ào dâm rô với đi to nó đi đi. Đây là khoai mỡ nhà mình nè, cắm 3 cây. Này nó chụm lên như thế này. Cái này là ông cạp. Ông cạp đang đợi cái bắp mình trồng đợt cuối. Anh, this corn we plant last. But him bự more than other one. Only that him never give baby. Cái này là bắp mình trồng đợt cuối nè, nhà mình nó cao, nó bự hơn mấy cây kia. Mà nó lại chưa có trái, nó chưa có bông, chưa có hột gì hết. Mấy cái khoai nhím thấy mình trồng là nó lên 100% hết luôn á nhà mình. Nó lên 100% mà nó bự như thế này. Thì cái này nếu mà mình như cái cây khoai này đây, nếu mà mình thu hoạch bắp xong làm cái bắp mình chụm đầu mình cột lại, mình chụm đầu mình cột cái bắp lại là nó thành cái chỗ cho cây khoai leo luôn. Đó là chú anh Hải bữa xuống nhím vậy. No hột. Mấy trái bự này no hột luôn nè. Tới đầu luôn. Mình cũng kỳ vậy. Good evening. Cái này mà có cái máy cắt cỏ cắt có lý hen. Xẹt xẹt một buổi là xong. Kiểu như mấy ông này làm ban sáng, làm việc đi, người thì làm la phong, người thì làm ống nước, người thì làm rẫy. Bắt đầu xế trời mát mát rồi mới bắt đầu ra chặt làm. Nhìn cũng xôm tụ ghê. Lớp dạy nghề đồ mình, cái tâm mình thiện mình phát, nhưng mà
khi mà vô trồng rồi làm bắt đầu tiền nó cuốn, bắt đầu mình trở nên là mình tham tiền, muốn là bóc lột cái người học nghề. Người ta vô học nghề mang tiếng miễn phí mà cứ bóc lột người ta. Cũng may thời là nhận một cú bài học, thành ra giờ nhiễm không có còn theo cái cách đó nữa. Nhiễm đang chuẩn bị để mà ví dụ mở lớp dạy nghề thì mình người ta học, người ta ra nghề người ta làm, mình không có bắt người ta làm sản phẩm của khách. Mà trong mà mình cứ chạy sản lượng rồi mình quên đi cái việc dạy người ta. Lúc nào cũng có tâm tao dạy mày miễn phí thì mày phải làm cho tao này cho tao cái kia. Better born already. You know the figure two na play only that you know travel out. He no girl sign out. But since I be player, player, no piece. And I did the name and figure. Okay. Now for ball the name and figure. Okay. Okay. Net the ball. Okay. My figure. Now you come. Rồi, ơi. Thấy thương bả ghê không? Mắc mưa luôn. Yes ma. Yes ma. Thấy thương bả ghê không? Đi bán bánh đậu mắc mưa. Tầm tá luôn. Từ cái chỗ mà Nhiếm mua bánh đậu bả về đây xa lắm như nhà mình, cũng cá gần 2 cây á. Giờ ông Cạp ổng ăn súp. Mấy ông này uống bia. Quách. Ông Cạp bị ăn súp. We came to rest, and we came to rest ourselves. Good work for today, man. Okay. Yeah. I see we tried today, huh? Okay. It's not because of this day, by now we're still working.